Thưa sư, cho con hỏi, theo như trong kinh thì cõi Atula, tức Atula Thiên, giống gần như hoàn toàn so với cõi Đau Lợi. Vậy thì tái sanh làm Atula Thiên và tái sanh làm chư thiên ở cõi Đau Lợi có khác nhau về hưởng thụ phước không? Mong sư hoàn hỷ giải đáp. Về câu hỏi này thì xin mời đại đức Thủy Tường trả lời. Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, đầu tiên sư cũng tán thán câu hỏi này ha. Có nghĩa là vị này hỏi Atula cũng rất là kỹ, là có kỹ được cái kỹ tính, nghĩa là cụ thể là nhấn mạnh Atula Thiên này. Đó thì so với cái vị Đau Lợi thì cái sự hưởng thụ phước nó có khác nhau không ạ? Thưa quý vị, khi Atula nói chung á, ở đây thì sư sẽ nói về Atula Thiên, nhưng mà sư sẽ nói thêm một khía cạnh khác để cho quý vị hiểu về Atula. Tại sao bà ở đây là vì này lại hỏi riêng về Atula Thiên? Có nhiều vị thắc mắc, ủa vậy giờ không lẽ giờ còn những Atula khác nữa hay sao? Dạ thưa đúng thưa quý vị, khi mà nói về Atula thì có ba loại thưa quý vị. Đó là Atula Thiên, Atula Ngạ Quỷ và Atula Địa Ngục thưa quý vị. Đó, đó là ba loại Atula. Thì Atula Thiên á, thì những tức là những cái chúng sinh có nhiều quy lực, họ sống ở dưới trên núi Tu Di thưa quý vị, là cái Atula Thiên này nè, là những cái hạng Atula Thiên này nè, là chính là những trong kinh điển có ghi thưa quý vị, giống như bị kinh Ngọn Cờ đó, là thường hay đánh nhau với những vị chư thiên cõi trời Bamba đó. Đó là sự xét đi sự xác nhận cái hạng Atula Thiên cho bị hiểu rõ nha, là họ ở đâu, họ sinh sống thế nào cho bị hiểu rõ, đúng không? Còn hai cái hạng Atula mà ngạ quỷ với Atula địa ngục á, thì cái hạng này thuộc về khổ thưa vị, thuộc về hạng người khổ rồi. Nên chúng ta cũng không đề cập ở đây nhiều, chỉ là để cho quý vị hiểu là Atula có ba loại gì thôi. Bây giờ đi vào cái vấn đề chính của câu trả lời này, cái câu trả lời này, để quý vị này hỏi là vậy như vậy thì Atula Thiên và cái chư thiên á, ở trời có trời Đau Lợi á, hưởng thụ phước á, có khác nhau không ạ? Thì xin thưa quý vị, ở trong chú giải có nói là bản chất mà Atula Thiên á, cũng được coi gần như là chư thiên thưa quý vị đó. Nhưng mà sao có sự khác biệt như thế nào? Thì trong chú giải nói là tuy gọi là Atula Thiên, nghĩa là xin lỗi vị, nghĩa là gọi là tuy gọi là Atula chứ kỳ thực họ là những như những vị chư thiên đó, sở dĩ gọi là họ là Atula vì đời sống của họ không chói sáng, đời sống của họ là không chói sáng thưa vị, và không đầy đủ lạc thú như những vị chư thiên. Ở đây mình tạm gọi là chư thiên ở cõi Đau Lợi đấy ha. Đó, cái vấn đề cái vế chính ở đây là như vậy nè. Đó, tuy gọi là Atula chứ kỳ thực họ là những vị chư thiên, sở dĩ gọi là Atula vì đời sống của họ không chói sáng, không đầy đủ lạc thú như những chư thiên. À, đời sống của họ thường hay nóng nảy trong tâm, à, có nghĩa là Atula mà nam á, nam Atula thì rất là xấu, nhưng mà trái lại thì nữ Atula rất xinh đẹp. Đó, thì ở đây có một chi tiết nói là cái vị mà thiên hậu thứ tư á, có nghĩa là gọi là vợ của vua Trà Đế Thích á, vợ thứ tư á, đó chính là con gái của Atula Vương tên là Quê Bá Chí Tý, có tên là Suchata. Thì cái vấn đề mà Atula này quý vị muốn hiểu rõ đó, quý vị xem trong cái chú giải pháp cú, chú giải pháp cú cô câu pháp cú số 30 thì quý vị sẽ hiểu rõ đó. Thì cái vế mà để nói là có hưởng như có hưởng được cái quả phước á, nguyên cái lạc thú á, ở trên cõi trời có giống như là chư thiên Đau Lợi không, thì đã nói quá rõ rồi. Có nghĩa là đời sống của họ thứ nhất là không chói sáng nè, rồi không đầy đủ các lạc thú như chư thiên, không? Rồi cái đời sống của họ thường hay có sự nóng nảy trong tâm. Đó, đó là những cái điểm chính mà quý vị hiểu rõ là có cái sự khác biệt nó rất là lớn giữa Atula Thiên, mặc dù là họ được xem như là chư thiên, nhưng mà vẫn không bằng các vị chư thiên ở cõi Đau Lợi thưa quý vị. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Về đại đức Tuệ Tường đã chia sẻ
Đại đức Tuệ Tường đã chia sẻ đầy đủ các thông tin rồi, cho nên sư cũng không có bổ sung gì thêm và sư qua câu hỏi tiếp theo.